Cô thân ái chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 3 của trang web olemu vn dựa trên bộ sách cánh siêu. Trong các bài học trước, chúng mình đã được học về cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính cộng và phép tính trừ. Vậy đến với bài này, cô sẽ cùng các con tìm hiểu về cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính tiếp theo. Phần A là tìm một thừa số của phép nhân. Trước tiên, chúng mình sẽ ôn lại một số kiến thức cũ bằng cách hoàn thành bảng nhân 2 sau đây. À đúng rồi, chúng ta có 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng 8, 2 x 5 bằng 10 và cứ như thế chúng mình hoàn thành được bảng nhân 2 như thế này. Vậy thì bảng nhân này có liên quan gì đến bài học ngày hôm nay? Ngay bây giờ cô cho mình sẽ cùng nhau khởi động. các con quan sát hình ảnh. Ở đây có ba bạn đang đọc truyện. Bạn Nam nói, mỗi tuần mình sẽ đọc hai tập truyện. Biết rằng bộ truyện đó có tất cả 8 tập. Bạn nữ hỏi, vậy thì bạn đọc hết bộ truyện đó trong mấy tuần? Ở đây nếu cô gọi số tuần là ô trống, thì khi đó cô sẽ có phép tính là gì? Đúng rồi, mỗi tuần đọc hai tập truyện. Hỏi cần mấy tuần để đọc hết 8 tập truyện? Có nghĩa là 2 nhân với mấy thì bằng 8. Bây giờ các con hãy quan sát lại và xác định thành phần của phép nhân này. Đúng là như thế, ở đây 2 và ô trống đóng vai trò là thừa số, còn 8 là tích. Vậy ở đây chúng mình cần tìm một thừa số chưa biết trong một phép nhân. Cách tìm một thừa số của phép nhân như thế nào? Cô cho mình sẽ cùng tìm hiểu kiến thức mới. Bây giờ các con hãy quan sát lại phép nhân này một lần nữa. Chúng mình có 2 nhân ô trống bằng 8 và nhớ lại bảng nhân 2 các con vừa hoàn thành ở đầu bài. Sau đó cho cô biết ô trống là số bao nhiêu? Rất chính xác. Nhầm lại bảng nhân 2, ta có ngay là 2 nhân 4 bằng 8. Vậy thì ô trống ở đây chính là số 4. Hay là để tìm ra số 4 này, ta lấy 8 chia cho 2. Đến đây, chúng mình đối chiếu lại các số này cùng với vai trò của chúng trong phép nhân ban đầu. 4 chính là thừa số, 8 là tích và 2 cũng là thừa số. Tương tự thì ta cũng có, muốn tìm thừa số 2, ta lấy 8 chia cho 4. Vậy thì đây các con có cách tìm một thừa số chưa biết của một phép nhân như thế nào? À đúng rồi, chúng ta có kết luận như sau. Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia. Các con nhắc lại cùng cô nào. Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Đây chính là cách tìm một thừa số của phép nhân. Chúng mình hãy ghi nhớ kết luận này để làm phần luyện tập. Bài đầu tiên, các con hãy tìm các thành phần chưa biết trong các phép tính dưới đây. Cô khen các con. Ở câu A chúng mình có hai phép tính. Trong hai phép tính này thì ô trống đóng vai trò là thừa số. Vậy để tìm một thừa số chưa biết trong phép nhân, chúng mình lấy tích chia cho thừa số còn lại. Và cụ thể trong câu này ta lấy 27 chia 3 bằng 9. Ô trống ở đây chính là số 9. Tương tự như thế, bên này ta lấy 48 chia 4 bằng 12. Ô trống chính là số 12. Và ở câu B thì cũng như vậy, các ô trống cũng đóng vai trò là thừa số. Vậy ở đây ta có ô trống thì bằng 603 chia cho 3 bằng 201. Và với phép tính cuối cùng, 8284 chia 2 bằng 4142. Bài tập thứ hai điền số thích hợp vào các dấu chấm hỏi ở bảng dưới. Ở đây các con quan sát bảng này, chúng ta thấy bảng có 3 hàng. Hàng thứ nhất và hàng thứ hai là thừa số, hàng thứ ba là tích. Tiếp theo, chúng mình quan sát theo từng cột. Ở cột này, ta có hai thừa số là 31 và 3 và chúng mình cần tìm tích. Vậy thì để tìm tích, ta lấy hai thừa số nhân với nhau, có nghĩa là lấy 31 nhân 3 cho kết quả bằng 93. Ta điền số 93 vào đây. Cô lấy thêm một ví dụ ở cột tiếp theo. Ở cột này chúng mình có một thừa số là 9, tích là 36 và cần tìm thừa số còn lại. Thế thì chúng mình nhớ lại kết luận lúc nãy ta vừa được học, đó là để tìm một thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Cụ thể ở đây, ta lấy 36 chia cho 9, kết quả bằng 4, chúng mình điền số 4 vào đây. Hoàn toàn tương tự như vừa rồi, các con hãy hoàn thành bảng bằng cách điền số thích hợp vào các dấu chấm hỏi còn lại. Cô khen chúng mình. Dấu chấm hỏi tiếp theo, cần tìm một thừa số, vậy ta sẽ lấy tích là 85, chia cho 5, được kết quả là 17. Tương tự như thế thì bên này ta lấy 64 chia 8, kết quả là 8. Hay là ở đây, 96 chia 4 thì được 24. Và với ô trống cuối cùng, lấy 5505 chia 5, được kết quả là 1101. Như vậy là chúng mình đã hoàn thiện được bảng này rồi. Vậy là trong bài ngày hôm nay các con đã học được cách tìm một thừa số chưa biết trong một phép nhân. Chúng mình hãy ghi nhớ kiến thức này, sau đó làm phần luyện tập ở trên trang web olm.vn để củng cố thêm kiến thức. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.